Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Hôm nay xuất hiện đỉnh lũ trên đoạn sông Cáp Nhĩ Tân, trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán của tỉnh hôm nay đã xác nhận rằng đoạn từ Gia In đến Luo, dòng chính của Hắc Long Giang, đã trải qua trận lũ lớn nhất kể từ năm 1951. Và đoạn từ Đồng Giang đến Phủ Nguyên đã hơn 100 năm nay xảy ra lũ lụt thảm khốc. Tính đến 8 giờ sáng ngày hôm nay, mặt trước của đỉnh lũ trên dòng chính sông Tùng Hòa đã đến đoạn Cáp Nhĩ Tân của sông Hắc Long Giang. Dự kiến đoạn sông Cáp Nhĩ Tân sẽ có đỉnh lũ vào ngày mai với mực nước lớn nhất 120,5m, mực nước vượt báo động 2,4m, lưu lượng 12.500m³/giây. Tính đến 8 giờ sáng ngày hôm nay, mực nước ở đoạn trên Gia In, dòng chính của Hắc Long Giang tiếp tục giảm và đoạn từ Luo đến Tần Lý tăng chậm. Theo xác nhận của trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán của tỉnh, đoạn từ Gia In đến Luo đã trải qua trận lũ lớn nhất kể từ năm 1951. Mực nước tại trạm đo mực nước Leningaja của Nga ở bờ đối diện của đoạn từ Tống Giang đến Phúc Nguyên là 11,19m. Như hồi 8 giờ sáng ngày hôm qua, mực nước do phía Nga đo theo hệ thống cao trình khác với Trung Quốc, vượt mực nước lũ cao nhất lịch sử năm 1984 là 1,84m, là đợt lũ lớn nhất kể từ khi trạm được thiết lập và được xây dựng vào năm 1896. Do đó, người ta khẳng định rằng lũ lụt ở đoạn từ Tống Giang đến Phúc Nguyên là hơn một lần trong 100 năm. Hiện tại, mực nước cao nhất của đỉnh lũ đã đến khu vực Trung Nhân Trấn Giang của huyện Tùy Tân và mặt trước đến khu vực Phúc Nguyên. Dự kiến, đoạn Đồng Giang sẽ có đỉnh lũ vào ngày kia, với mực nước tối đa là 57,1m và lưu lượng dòng chảy là 45.500m³/giây. Đoạn sông Tần Đức Lý sẽ có đỉnh lũ vào ngày kia, với mực nước tối đa là 51,76m và lưu lượng dòng chảy là 45.500m³/giây. Dự kiến, trạm đoạn sông Phúc Nguyên sẽ có đỉnh lũ với mực nước tối đa 54,55m và tốc độ dòng chảy 43.000m³/giây vào đầu tuần tới. Tính đến 8 giờ sáng ngày hôm nay, dòng chính của sông Tùng Hoa đã vượt mực nước cảnh báo từ 1,43m đến 2,35m. Mực nước đoạn Triều Viễn bắt đầu giảm, đoạn sau tiếp tục dâng cao. Tính đến 8 giờ ngày hôm nay, dòng chính của sông Neng tiếp tục rút xuống. Đoạn sông bên dưới Ga Nan vượt mực nước cảnh báo từ 1,31m đến 2,12m. Tính đến 12 giờ ngày hôm qua có 6.479 trường hợp nguy hiểm ở 22 thành phố và huyện, 6 trang trại và 63 bờ kè trong tỉnh, với chiều dài 266 km. Trong số đó, có 5.601 tình huống nguy hiểm trên dòng chính sông Hắc Long Giang, 56 tình huống nguy hiểm trên dòng chính sông Nội Giang và 822 tình huống nguy hiểm trên dòng chính sông Tùng Hoa. Thưa quý vị, vào ngày thứ Sáu vừa qua, tin tức Bắc Kinh đưa tin rằng lượng mưa nhiều ngày liên tục đã gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng tại thành phố Chize ở Thanh Viễn, Quảng Đông. Theo dữ liệu so sánh của Trung tâm Khí tượng Trung Quốc, vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Sáu, mực nước ở Chize đạt 36,97m, cao hơn 10,97m so với mực nước cảnh báo. Mực nước trong trận lụt đã làm Quảng Châu ngập lụt trong 7 ngày và đêm, có thể nói là một lần trong 100 năm. Theo như tình hình hiện tại, 24 thị trấn và đường phố ở Chize đã phải hứng chịu thiên tai ở các mức độ khác nhau, và làng Giang Nam trong số đó gần như bị ngập lụt. Chùa Văn Phong, một tòa nhà cổ không mấy nổi bật, giờ chỉ còn trơ trọi ở đó. Hiện tại, các đội cứu hỏa ở Quảng Châu và Huệ Châu đã đến khu vực địa phương để tiếp viện khẩn cấp. Theo Trung tâm Khí tượng Trung Quốc, lượng mưa ở Chize đạt 251mm trong 7 giờ kể từ sáng sớm ngày thứ Năm. Kết hợp với lượng mưa tích lũy và các dữ liệu khác được đề cập ở trên, có thể nói rằng kể từ tháng này, lượng mưa của Chize đã vượt quá mức trung bình so với số liệu có trong lịch sử. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Chize hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Nhật báo Quảng Châu trước đó đã đưa tin rằng sau trận lụt đó, Chize lại hứng chịu mưa lớn vào ngày 25 đến 27 tháng 4, dẫn đến thảm họa ở nhiều nơi, trong đó nặng nhất là thị trấn Bạch Sa, nơi có tới 13.000 người bị ảnh hưởng và 2.150 người phải di rời. Nhưng 3.120 hectare đất nông nghiệp bị ngập, 276 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là hơn 30 triệu đô la. Phải biết rằng lúc ấy thị trấn dân số chỉ có hơn 3 vạn, có thể nói là tổn thất nặng nề. Từ hồ sơ thiên tai trên trang web chính thức của chính quyền thành phố Quảng Nguyên, chúng ta cũng có thể thấy rằng Chize cũng bị lũ lụt vào năm 2022. Trước đó, Nan Phang Net cũng đưa tin rằng 25.000 người ở Chize đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Tại sao? Điều này chủ yếu là do yếu tố địa lý gây ra. Từ bức ảnh có thể thấy rằng sông Bắc Giang là một hệ thống nước phát triển tốt, bao phủ một số thành phố ở phía bắc Quảng Đông. Cấu trúc của dòng chính và các nhánh của nó trông giống như các đường gân lá. Lượng mưa lớn kéo dài ở rất nhiều nơi sẽ đi vào các phụ lưu này và cuối cùng hội tụ thành dòng chính của sông Bắc Giang. Nếu lượng nước quá lớn sẽ bị lũ lụt và tràn vào đất liền. Chize luôn dễ bị lũ lụt. Có lẽ vì lý do này và đợt mưa này đã phá vỡ nhiều kỷ lục lịch sử, khiến Chize càng khó chịu hơn. Ngoài ra,
Vị trí địa lý của Gizeh cũng có nghĩa là nó có thể phải chịu nhiều áp lực hơn so với các thành phố ở phía nam của nó. Như có thể thấy trong hình, Thiều Quan dẫn đến Gizeh và Gizeh dẫn đến Quảng Nguyên, rồi đến Quảng Phật, một trong những trung tâm của Quảng Đông. Quảng Phật là thành phố trọng điểm của Quảng Đông, đồng thời cũng là động lực phát triển, không thể trực tiếp gây ngập úng thành phố Quảng Châu như năm 2022. Vừa qua, Thiều Quan dường như đã đến giới hạn chịu đựng lượng mưa lớn hơn và xả lũ đã được thực hiện. Bằng cách này, Gizeh, nơi đã trở thành khu vực xả lũ, đã trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng trước Quảng Phật và áp lực là rất lớn. Nhưng điều này đã không lấn át công việc cứu trợ thiên tai của Gizeh. Theo đưa tin, vào sáng sớm ngày hôm nay, đội tìm kiếm cứu nạn cứu hỏa số 4 Huệ Châu đến tiếp viện thì phát hiện sản phụ đột ngột sinh thường sau khi nhận được tin báo sản phụ sắp sinh. Sau nhiều nỗ lực, họ đã chuyển thành công sản phụ và em bé đến khu vực an toàn của bệnh viện. Mưa lớn gây ra 3 vụ lở bùn đất ở Bắc Kinh, thưa quý vị. Vào ngày hôm qua, mưa lớn xảy ra ở Bắc Kinh. Vào khoảng 19 giờ tối, Sở Cứu Hỏa nhận được báo động rằng cơ sở của Học viện Quân sự Thanh niên Hồ Thanh Long ở quận Phòng Sơn, Bắc Kinh đã bị lũ lụt bao vây. Sở Cứu Hỏa đã khẩn trương huy động một đội gồm 50 người và lên đường giải cứu. Qua kiểm tra, xác minh của lực lượng cứu hộ tại chỗ, có tổng cộng 350 sinh viên và 40 cán bộ giảng viên bị mắc kẹt. Sau khi được các cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy sơ tán, những người bị mắc kẹt đã được đưa vào hai điểm tập trung an toàn và những người bị mắc kẹt đã tạm ổn định về mặt tinh thần. Do tình hình tại hiện trường phức tạp và mực nước dâng cao, chúng tôi chỉ có thể đợi thiên tai dịu bớt rồi mới sơ tán. Tờ Tân Hoa Xã, Bắc Kinh cũng đưa tin, từ chiều ngày hôm qua đến sáng sớm ngày hôm nay, ở Bắc Kinh có một đợt mưa to đến mưa cực to. Trụ sở phòng chống lũ lụt Bắc Kinh cho biết, tính đến 11 giờ trưa ngày hôm nay, ở Bắc Kinh đã xảy ra 3 trận lở bùn và chưa có báo cáo về trường hợp tử vong do trận lở bùn gây ra. Được biết, 3 trận lở đất là trận lở đất ở chùa Tráng Hồ Ngọc Cốc, thị trấn Hạ Vân Lĩnh, huyện Phòng Sơn, khiến một người bị thương và một người mất tích. Trận sạt lở đất ở khu thắng cảnh Nhiêu Ngọc Lâm, thị trấn Hà Bắc, huyện Hoài Nhu, một vụ lở đất xảy ra ở khoảng cách 10.000 km, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc đi qua đường cao tốc Bắc Kinh Tây Tạng. Hiện chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo. Tính đến 11 giờ trưa nay, tổng cộng 56.933 người ở Bắc Kinh đã được chuyển đi, trong đó 20.990 người được chuyển đi từ quận Phòng Sơn, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Được biết, lượng mưa đã khiến 63 con đường chính ở Bắc Kinh bị ngập nước, 30 đoạn đường bị ngập nước hơn 60cm, 31 con đường bị sạt lở và 1.105 ngôi nhà gỗ bị hư mái. Lưu Hồng Vĩ, phát ngôn viên của trụ sở kiểm soát lũ lụt Bắc Kinh, cho biết trận mưa xối xả cực kỳ lớn, khởi phát mạnh, cường độ cao, phạm vi rộng và thời gian mưa kéo dài. 20 người chết, 8 người mất tích trong lũ lụt do mưa lớn ở Hà Mít, Tân Cương. Quý vị thân mến, vào ngày hôm qua, trụ sở cứu trợ khẩn cấp và thảm họa khu tự trị Tân Cương Uyghur đã thông báo về thiệt hại về trận lũ lụt do mưa lớn ở Hami gây ra. Từ 6 giờ đến 9 giờ 30 phút sáng 3 ngày trước, khu vực Siao Bao của thị trấn Cheng, quận Hi, thành phố Hami bất ngờ đổ mưa trong thời gian ngắn. Mưa xối xả, lượng mưa tối đa trong 1 giờ lên tới 110mm, lượng mưa hàng năm lớn nhất trong lịch sử địa phương là 52,4mm, gây ra lũ lụt. Theo thống kê, thiên tai đã khiến 20 người thiệt mạng, 8 người mất tích, hơn 8.700 ngôi nhà và một số diện tích đất canh tác, đường bộ, đường sắt, điện và cơ sở thông tin liên lạc bị hư hại. Sau thảm họa, các nhà lãnh đạo chính của Đảng ủy và chính quyền khu tự trị Tân Cương đã ngay lập tức thu xếp công tác cứu hộ và cứu trợ, đồng thời thành lập trụ sở cứu hộ và cứu trợ thiên tai. Theo Lý Trung, trưởng nhóm công tác tiền tuyến của trụ sở cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai cho biết, sau thảm họa, thành phố Hami đã tổ chức hơn 3.000 đảng viên và cán bộ địa phương, sĩ quan và binh lính cảnh sát vũ trang, nhân viên y tế để thực hiện công tác cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai, di rời và tái định cư những người bị ảnh hưởng và bằng mọi giá tìm kiếm và cứu nạn những người mất tích. Khu tự trị và khu vực địa phương đã khẩn trương vận chuyển 570 chiếc lều, 560 chiếc giường, 1.950 bộ chăn bông, 130 bộ áo mưa và ủng đi mưa, 450 phần nước uống, hơn 3.100 hộp thực phẩm các loại và các vật dụng liên quan khác như thuốc men đến vùng thiên tai và cấp phát cho nhân dân, bảo đảm đời sống bình thường của nhân dân. Cục Quản lý Tình trạng Khẩn cấp cấp phát khẩn cấp 1.000 liều bông, 3.000 giường gấp, 6.000 giường, quần áo và mìn, 2.000 tấm bạt, 2.000 bộ bàn ghế xếp, 10 đèn chiếu sáng công trường, v.v. để hỗ trợ chính quyền địa phương trong ứng phó khẩn cấp cho những người bị ảnh hưởng. Các công việc như chuyển tái định cư và hỗ trợ cuộc sống chuyển tiếp tại làng Thành Tây, làng Thành Đông và những nơi khác ở thị trấn Tần Thành bị thiên tai. Phóng viên thấy rằng một số dân làng bị ảnh hưởng đã bắt đầu tự cứu mình dưới sự tổ chức của đảng ủy và chính quyền địa phương, chuyển nệm và đồ đạc của họ ra ngoài để làm khô. Đồng thời, y tế địa phương và phòng chống dịch bệnh, giao thông vận tải, điện và các bộ phận khác cũng đang tích cực khôi phục cuộc sống bình thường trong khu vực thiên tai. Hiện tâm lý người dân vùng thiên tai đã ổn định, các tuyến đường bị lũ chia cắt đã được thông tuyến trở lại,
đường dây điện chính và các trạm biến áp ngừng hoạt động đã hoạt động trở lại, thông tin liên lạc bị hư hỏng, toàn bộ cơ sở vật chất đã được sửa chữa và liên lạc bình thường đã được nối lại. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình. Trung Quốc đang đấu tranh để đáp ứng nhu cầu lương thực cơ bản. Bất ngờ về đánh giá xếp hạng của đơn vị vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc. Thưa quý vị, Trung Quốc đã bắt tay vào sứ mệnh trở thành siêu cường bằng cách thể hiện sức mạnh kinh tế và quân sự của mình với thế giới và giờ đây có thể phải bước lùi vì thiếu lương thực, giảm tổng sản lượng lương thực trong nước. Những trận hồng thủy gần đây ở lưu vực sông Trường Giang, vựa lúa của Trung Quốc và việc cắt giảm hàng nhập khẩu trầm trọng hơn là do quan hệ ngoại giao xấu đi đã khiến cho Bắc Kinh rơi vào khủng hoảng. Theo tờ Zhihin đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gần đây đã phát động chiến dịch đĩa ăn sạch để đảm bảo rằng nguồn cung cấp lương thực không bị cạn kiệt nhanh chóng và dẫn đến sự lặp lại của nạn đói lớn năm 1959, khiến hàng triệu người không thể vượt qua. Bên cạnh đó, các cuộc giao tranh gần đây dọc theo biên giới Trung Ấn cũng như hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông có thể là chiến lược của ông Tập nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi cuộc khủng hoảng lương thực đang chờ xử lý của Trung Quốc. Giống như Mao Trạch Đông đã làm năm 1962 để che đậy phong trào đại nhảy vọt thất bại. Lưu vực sông Trường Giang chiếm 70% sản lượng gạo của Trung Quốc đã chứng kiến trận lũ lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1939, gây thiệt hại hàng triệu mẫu đất trồng trọt. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, nước này đã trải qua lượng mưa lớn tăng 20% kể từ năm 1961, khi mực nước của hơn 400 con sông nằm trên đường kiểm soát lũ, với 33 trong số đó đạt mức cao kỷ lục. Mưa lớn đã tàn phá những vùng đất công nghiệp, nông nghiệp rộng lớn và các chuyên gia cảnh báo điều tồi tệ nhất có thể chưa đến. Giá nông sản tăng vọt đang gây ra những lo lắng về an ninh lương thực ở Trung Quốc. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, giá thực phẩm đã tăng 13% trong tháng này so với tháng trước đó, giá thịt lợn tăng khoảng 85%. Tính trên cơ sở hàng năm, giá lương thực đã tăng 10% vào năm 2023, giá ngô cao hơn 20%, giá đậu tương 30%. Tập đoàn Tài chính Toàn cầu Nomura, GDP nông nghiệp của Trung Quốc có thể giảm gần 1 điểm phần trăm trong quý, gây thiệt hại 1,7 tỷ đô la cho sản lượng nông nghiệp. Công ty môi giới Trung Quốc Shenwan đã dự đoán rằng Trung Quốc có thể mất 11,2 triệu tấn ngũ cốc trong năm nay so với năm ngoái. Mặc dù ông Tập tuyên bố rằng sản lượng ngũ cốc của nước này tăng trong năm nay, nhưng nhập khẩu ngũ cốc đã tăng gần 22% lên 74 triệu tấn trong nửa đầu năm nay. Nhập khẩu lúa mì đã tăng lên đến 197% trong giai đoạn này. Điều này đã buộc Bắc Kinh phải giải phóng 62,5 tấn gạo, 50 tấn ngô và 760 tấn đậu nành khỏi nguồn dự trữ chiến lược, số lượng cao hơn đáng kể so với năm ngoái. Bên cạnh đó, một cuộc xâm lược của sâu và châu chấu đã nuốt chửng hàng triệu mẫu lúa mì và ngô trong năm nay. Bệnh dịch tả lợn châu Phi cũng đã buộc các nhà chức trách phải loại bỏ hơn 180 triệu con lợn, tức là khoảng 40% đàn lợn của Trung Quốc, khiến giá cả tăng cao, nhập khẩu thịt đã tăng đáng kể chỉ trong một năm. Sự mâu thuẫn gia tăng với các quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc cùng với sự gián đoạn liên quan đến đại dịch trong chuỗi cung ứng và thị trường hàng hóa toàn cầu đã tạo ra những rào cản lớn cho Bắc Kinh trong việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa và đảm bảo đủ hàng cho những ngày mưa lũ. Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cảnh báo tình trạng thiếu lương thực của Trung Quốc sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những năm tới, trừ khi nước này tiến hành các cải cách nông nghiệp lớn. Một câu hỏi quan trọng được đặt ra là liệu Trung Quốc có thể mua đủ lương thực để nuôi sống 1,4 tỷ người nếu sản xuất trong nước không tăng và nhập khẩu là trụ cột duy nhất của nước này hay không? Chắc chắn tỷ lệ tự cung tự cấp lương thực của Trung Quốc phải tăng lên, nhưng tình hình hiện tại dường như đã ngăn cản sự cải thiện này. Tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế Fitch Ratings đã đánh giá tác động tài chính của việc vỡ nợ đối với tập đoàn Tam Hiệp, đơn vị vận hành đập Tam Hiệp của Trung Quốc ở mức A+, với triển vọng ổn định do tính nhạy cảm chính trị cao của dự án đập Tam Hiệp. Vừa qua, tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế đã xếp hạng tín dụng ngắn hạn Fitch Ratings của tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc CTG và xếp hạng phát hành nợ dài hạn bằng ngoại tệ IDR của China Zhangjie Power Company Limited, CYPC, công ty con của tập đoàn Tam Hiệp ở mức A+, các triển vọng ổn định.
Fitch cũng đã xác nhận IDR ngoại tệ và nội tệ ngắn hạn của China Zhongte Power ở F1+. Xếp hạng ở tập đoàn Tam Hiệp tương tự với xếp hạng của Trung Quốc A+, ổn định. Dựa trên tiêu chí xếp hạng các tổ chức liên quan đến chính phủ GRE của Fitch, theo trang Fitchering.com, sự cân bằng này phản ánh rõ ràng rằng tập đoàn Tam Hiệp được hỗ trợ rất lớn từ nhà nước Trung Quốc do tầm quan trọng chiến lược của tập đoàn trong việc cung cấp điện, kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán. Điều này càng được củng cố bởi nhiệm vụ mới của tập đoàn Tam Hiệp trong việc bảo vệ môi trường dọc theo sông Trường Giang. Xếp hạng của China Zhongte Power, công ty con của tập đoàn Tam Hiệp, cân bằng với xếp hạng của công ty mẹ, phản ánh mối liên kết chặt chẽ về mặt pháp lý, hoạt động và chiến lược với tập đoàn và theo tiêu chí liên kết xếp hạng công ty mẹ với công ty con của Fitch. Việc đánh giá trạng thái quyền sở hữu và quyền kiểm soát của tập đoàn Tam Hiệp là rất mạnh. Tập đoàn Tam Hiệp là một doanh nghiệp nhà nước xương sống. Nó được sở hữu trực tiếp 90% bởi Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung ương và 10% thuộc sở hữu của Quỹ An sinh Xã hội. Tập đoàn Tam Hiệp có nhiệm vụ sản xuất năng lượng sạch và bảo vệ môi trường của các tỉnh dọc sông Trường Giang. Chính phủ Trung Quốc duy trì mức độ kiểm soát đặc biệt cao đối với tập đoàn Tam Hiệp thông qua việc bổ nhiệm quản lý, giám sát và duy trì ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh, hoạt động đầu tư và tài chính của công ty. Báo cáo của Fitch cho biết, chúng tôi đánh giá hồ sơ hỗ trợ và kỳ vọng của tập đoàn Tam Hiệp là rất mạnh. Việc xây dựng dự án đập Tam Hiệp nhận được sự tài trợ lớn của chính phủ thông qua việc rót vốn cổ phần đáng kể từ quỹ xây dựng dự án Tam Hiệp, được tài trợ thông qua biểu giá điện trên toàn quốc. Bên cạnh đó, Fitch đánh giá tác động chính trị xã hội của việc vỡ nợ đối với tập đoàn Tam Hiệp là mạnh do tính nhạy cảm chính trị cao của dự án Tam Hiệp. Tập đoàn Tam Hiệp là nhà sản xuất thủy điện hàng đầu của Trung Quốc với 4 nhà máy thủy điện chính cung cấp điện giá rẻ cho 12 tỉnh. Các chức năng quan trọng khác bao gồm kiểm soát lũ lụt, giảm hạn hán, cải thiện hàng hài và cung cấp nước. Các tác động tài chính của việc vỡ nợ được đánh giá là rất mạnh vì tập đoàn Tam Hiệp là một công ty phát triển trái phiếu trong nước và quốc tế tích cực, đồng thời được tổ chức cho vay trong và ngoài nước coi là người đi vay ủy nhiệm cho chính phủ Trung Quốc. Một vụ vỡ nợ sẽ gây ra rủi ro về uy tín đáng kể và hạn chế khả năng tiếp cận tài trợ cho các GRE khác. Thưa quý vị, hôm nay, một loạt các trận động đất đã xảy ra ở phía Tây Nam Trung Quốc khiến ít nhất 23 người chết và làm hư hỏng 20.000 ngôi nhà. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, các trận động đất xảy ra ở vùng giáp danh giữa tỉnh Vân Nam và Quý Châu, trong đó cơn địa chấn mạnh nhất xảy ra lúc 11 giờ 19 phút giờ địa phương, tức 3 giờ 19 phút GMT. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ đã ghi nhận hai trận động đất mạnh nhất trong số hàng loạt các trận động đất có cường độ 5,6 độ Richter. Thị trấn Jiliang của Vân Nam dường như đã hứng chịu ảnh hưởng tồi tệ nhất, các quan chức địa phương cho biết. Các nhóm cứu hộ đã được cử đi phân phát lều và chăn cho những người bị ảnh hưởng. Một quan chức từ Quý Châu cho hãng tin AP biết, tỉnh này chưa nhận được báo cáo về bất kỳ trường hợp tử vong nào trên địa bàn. Theo những người sử dụng tiểu blog Weibo, mọi người đã ùa chạy ra khỏi các tòa nhà văn phòng bị rung lắc. Thưa quý vị, Trung Quốc trong những năm gần đây liên tục xảy ra động đất gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Vào sáng sớm hôm nay, một loạt trận động đất đã xảy ra tại Trung Quốc, Philippines, Indonesia. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại. Tại Trung Quốc, Tân Hoa Xã cho biết động đất có cường độ 5,4 độ Richter, tâm nằm ở huyện Luntai, Tân Bắc Tân Cương. Người dân ở Luntai, các huyện gần đó và thủ phủ Urumqi đều cảm nhận được chấn động mạnh từ trận động đất. Hiện chưa có thông tin thương vong, trong khi chính quyền địa phương nói họ đang đánh giá thiệt hại kinh tế do động đất. Trước đó, một trận động đất 4,2 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực biên giới tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam, khiến 3 người bị thương và hơn 2.700 nhà dân bị hư hại. Tại Philippines, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS thông báo một trận động đất 5,5 độ Richter đã làm rung chuyển nhiều khu vực ở miền Nam nước này. Động đất xảy ra vào lúc 9 giờ 14 phút sáng, tâm nằm cách thành phố General Santos 152 km và sâu khoảng 70 km. Không có thông tin về thiệt hại hay người bị thương vong, nhưng chấn động từ trận động đất lan xa đến nhiều khu vực của các tỉnh trên đảo Mindanao. Từ tỉnh Ugusan del Sur ở phía Bắc đến tỉnh Davao ở phía Nam, cũng như tại các khu vực ở phía Đông đảo. Trước đó, vào lúc 3 giờ 17 phút sáng, một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter khác làm rung chuyển khu vực ngoài khơi miền Đông Indonesia.
Một quan chức cơ quan khí tượng và địa vật lý Indonesia cho Tân Hoa Xã biết tâm động đất nằm sâu 16 km dưới đáy biển, cách khu vực Chenab của tỉnh Bắc Maluku khoảng 80 km về phía tây bắc. Hiện nhà chức trách chưa nhận được thông tin về thương vong. Cả Philippines và Indonesia đều nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương nên thường xảy ra động đất và núi lửa phun. Một trận động đất mạnh 6 độ Richter nữa cũng xảy ra sáng sớm hôm nay tại Đài Loan, không có cảnh báo sóng thần. Trận động đất xảy ra ở độ sâu 70 km dưới lòng đất vào lúc 5 giờ sáng giờ địa phương, khoảng 3 giờ giờ Hà Nội. Tâm chấn cách thị trấn Suao phía đông bắc Đài Loan 50 km, AFP dẫn nguồn cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho hay. Còn theo các nhà địa chấn học Đài Loan, trận động đất có cường độ 6,5 độ Richter và có thể cảm nhận rõ sự rung lắc tại Đài Bắc và trên toàn đảo Đài Loan. Trung tâm Cảnh báo Sóng Thần Thái Bình Dương không phải ban hành cảnh báo. Đội cứu hộ Đài Loan cho biết không có báo cáo nào về thiệt hại và thương vong vì trận động đất. Đài Loan nằm ở giao điểm của hai mảng kiến tạo nên thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất. Tháng 9 năm 1999, trận động đất lịch sử có cường độ 7,6 độ Richter xảy ra tại Đài Loan, làm gần 2.400 người thiệt mạng. Mưa lũ sẽ kéo tới các khu vực phía Bắc sau khi nhấn chìm hơn nửa miền Nam Trung Quốc. Nhân dân Nhật báo tuần qua đưa tin, giới chức Trung Quốc cảnh báo khả năng mưa lũ sẽ kéo theo tới các khu vực phía Bắc sau khi gây thiệt hại nghiêm trọng ở miền Nam. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Diệp Kiến Xuân cho hay, lũ lớn có thể xảy ra ở các lưu vực sông Tùng Hoa, Hải Hà, Liêu Hà, Hoài Hà và khu vực trung lưu sông Hoàng Hà ở miền Bắc Trung Quốc. Trong khi đó, Tân Hoa Xã cho hay Trung Quốc đang trải qua đợt lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực Hồ Bà Dương thuộc tỉnh Giang Tây do mực nước tại hồ nước ngọt lớn nhất này vẫn ở trên mức báo động. Trong bối cảnh những cơn mưa xối xả gây lũ lụt trên lưu vực sông Trường Giang, mực nước tại trạm thủy văn Lương Sơn của hồ đã tăng lên 22,6 m lúc 10 giờ sáng thứ Hai, phá vỡ kỷ lục 22,52 m năm 1998 và cao hơn mức báo động 19 m. Tỉnh Giang Tây với dân số hơn 46 triệu người là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong những tuần gần đây khi lưu vực sông Trường Giang ngập lụt sau trận mưa xối xả, với lượng mưa cao nhất trong nhiều thập kỷ. Lũ lụt chưa từng thấy xảy ra dọc theo một số con sông dẫn vào Hồ Bà Dương trước đây. Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Diệp Kiến Xuân cho biết, kể từ tháng trước, hơn 38 triệu người trên cả nước đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ông Diệp thông tin thêm rằng 433 con sông chủ yếu phân bố ở các lưu vực sông Trường Giang và Hồ Thái Hồ vượt mức cảnh báo và lượng mưa trung bình trong lưu vực sông Trường Giang tính từ tháng trước là mức cao kỷ lục kể từ năm 1961. Nhiều tuần mưa xối xả đã làm vỡ nhiều đê kè của các con sông và hồ ở Giang Tây, dẫn đến lũ lụt ở quy mô chưa từng thấy trước đây ở tỉnh này. Cơ quan Kiểm soát Lũ và Hạn hán cấp tỉnh cho biết 2.439 km trong số 2.545 km bờ kè ven sông và ven hồ trong tỉnh đã vượt qua các dấu hiệu cảnh báo. Tại huyện Bà Dương, nằm cạnh Hồ Bà Dương, đã có ít nhất 14 đoạn đê bị vỡ. Lũ lụt kể từ hôm thứ Hai đến ngày Chủ nhật đã làm gián đoạn cuộc sống của hơn 5,5 triệu người trong tỉnh, với gần nửa triệu người sơ tán khỏi các khu vực dễ bị lũ lụt. Tổng cộng có 183.000 người đang cần khẩn cấp hỗ trợ sinh hoạt. Lũ lụt đã làm hư hại hơn 510.700 ha hoa màu và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 8,13 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 1,16 tỷ đô la Mỹ cho tỉnh Giang Tây. Ở tỉnh Hồ Bắc, đập Tam Hiệp, hệ thống kiểm soát nước lớn nhất dọc theo sông Trường Giang đã được sử dụng để giảm bớt áp lực ở giữa và hạ lưu. Lượng nước xả ra đã giảm gần một nửa xuống còn 19.000 mét khối mỗi giây kể từ hôm thứ Ba, giữ lại phần lớn nước lũ trong hồ chứa Tam Hiệp. Theo Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, chuyên gia dự báo thời tiết cao cấp tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia Chen Tao cho biết, so với trước đây, lượng mưa năm nay dữ dội hơn và liên tục đổ xuống cùng một khu vực, gây áp lực đáng kể trong việc kiểm soát lũ lụt. Vào ngày thứ Hai đầu tuần, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ tình đoàn kết với Trung Quốc. Trong cuộc chiến chống lũ lụt, Tổng thư ký đã chuyển lời thông qua Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Yang Jun bày tỏ thông cảm sâu sắc với các gia đình bị ảnh hưởng, với nhân dân và chính phủ Trung Quốc về những hậu quả tàn khốc của lũ lụt cùng những thiệt hại về người và của. Thưa quý vị và các bạn, 500 cảnh sát vũ trang nhân dân từ Giang Tây được gấp rút huy động đến Trường Giang. Lực lượng cảnh sát và quân đội Trung Quốc đang được gấp rút triển khai đến các khu vực bị lũ lụt để gia cố đê và chống lũ, đặc biệt là tại trung và hạ lưu sông Trường Giang đã vượt mức cảnh báo hôm thứ Hai. Trung Quốc gấp rút cứu đê.
Theo Thời báo Hoàn Cầu đưa tin trong cuộc họp báo sáng thứ Hai, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết 109 con sông vượt quá mức an toàn và 33 con sông ghi nhận mực nước cao nhất trong lịch sử vượt quá giới hạn an toàn. Có nghĩa là nước sông có thể tràn bờ. Trong tình huống như vậy, chính quyền sẽ phải kích hoạt mức ứng phó cao nhất và các nhân sự phải túc trực suốt ngày đêm. Đê sẽ được gia cố và tôn cao và người dân được đưa đi sơ tán, theo Bộ Thủy lợi. Bộ cho biết tình hình lũ lụt dọc theo nhánh chính của Trường Giang, trong đó có các thành phố lớn như Vũ Hán là ổn định, nhưng tình hình ở Giang Tây, phía đông Trung Quốc đang diễn biến nghiêm trọng nhất. Các trạm quan trắc tại hồ Bà Dương, vùng nước chính ở Giang Tây là hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc đều đo được chỉ số vượt quá mức cảnh báo và ít nhất 4 trạm quan trắc đã vượt quá mức lũ kỷ lục năm 1998. Diện tích lưu vực hồ Bà Dương đã đạt đến mức 4.206 km2, lớn nhất trong suốt một thập kỷ và lớn hơn 20% so với trung bình mùa mưa lũ hàng năm. Tại khu vực quanh Wegudao ở trấn Bà Dương, các hoạt động khẩn cấp đang được tiến hành để khắc phục sự cố vỡ đê với sự tham gia của 300 nhân viên xây dựng, 25 máy móc và 150 phương tiện. Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời của ông Jiang Mingguang, kỹ sư trên tuyến đầu chống lũ, cho biết hôm thứ Hai, nước lũ từ hồ tràn vào và bao vây khu vực Wegudao hôm thứ Tư tuần trước, làm ngập 62 km2 đất nông nghiệp và 6 ngôi làng. Hơn 10.000 dân làng đã được sơ tán. Kỹ sư Jiang nói, đoạn đê vỡ dài 127m đã được khắc phục xong vào tối thứ Hai, sớm hơn so với dự tính, và cho biết lực lượng chức năng đã chia làm 2 ca, thay nhau làm việc suốt ngày đêm không nghỉ. Tại sông Shihe ở hạt Bà Dương, lực lượng quân đội đang gia cố đê bằng bao tải cát tại khu vực xảy ra xói lở, vì nếu những điểm yếu này không được khắc phục có thể dẫn đến vỡ đê bất cứ lúc nào, có thể khiến 10.000 dân làng gặp nguy hiểm và phá hủy 202 km2 đất nông nghiệp. Khoảng 500 cảnh sát vũ trang nhân dân từ Giang Tây được gấp rút huy động đến Trường Giang trong đêm để bảo vệ đê. Hầu hết dân làng đã được sơ tán, một số thanh niên ở lại để thực hiện công việc hậu cần, tiếp tế thức ăn và nước uống cho các binh sĩ và hỗ trợ vận chuyển bao cát lên đê. Trong một bài viết đăng tải trên Indian Today, đại tá Ấn Độ về hưu Inayak Behet ngày thứ Sáu đã cung cấp các phân tích liên quan tới ảnh vệ tinh chụp khu vực đập Tam Hiệp. Ông Vinayak đã đặt ra giả thuyết rằng công trình này có thể đã xả lũ sớm hơn và lưu lượng lớn hơn nhiều so với thông tin chính thức mà Trung Quốc đã công bố. Ảnh vệ tinh cho thấy đập Tam Hiệp có thể đã mở toàn bộ cửa xả lũ. Theo ông Vinayak, ông đã dùng ảnh vệ tinh từ nhà cung cấp ảnh nguồn mở Sentinel và Google Earth. Mặc dù mùa mưa đã bắt đầu và Cục Khí tượng Thủy văn Trung Quốc CMA đã đưa ra cảnh báo rằng mưa lớn sẽ kéo dài trên khắp Trung Quốc trong tháng trước tới tận ngày cuối tháng nước này mới thừa nhận rằng đã cho đập Tam Hiệp xả lũ lần đầu tiên trong năm. Theo đó, Bắc Kinh cho biết con đập đã mở hai cửa xả lũ vào buổi sáng ngày cuối tháng trước, đánh dấu lần xả lũ quan trọng của con đập khổng lồ giữa mùa mưa lũ. Tuy nhiên, ông Vinayak dựa vào các bức ảnh vệ tinh đã chỉ ra rằng nước dường như đã được xả ra từ ít nhất 5 cổng xả lũ lớn và từ 5 cổng xả lũ nhỏ vào 5 ngày trước đó. Trong khi đó, trạm giám sát thủy văn thành phố Trùng Khánh lần trước đã phát đi cảnh báo lũ lần đầu tiên trong 83 năm đối với sông Kỳ Giang, một nhánh sông của Trường Giang. Xét tới việc Kỳ Giang là một nhánh của sông Dương Tử, có thể đoán được lượng nước trong các hồ chứa ở Tam Hiệp sẽ tăng mạnh trong những ngày mưa lớn. Trong khi trên thực tế, theo ông Vinayak, mực nước ở hồ chứa vào 2 ngày trước khi lũ lụt kéo tới lại thấp hơn khoảng 15m so với mực nước vào ngày 27 tháng 10 năm 2017 khi tất cả các cổng xả lũ đều đóng. Một số đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy thành phố Nghi Xương Hồ Bắc nằm dưới đập Tam Hiệp dường như đã bị lũ lụt. Dư luận lúc này xuất hiện giả thuyết rằng lũ lụt là kết quả của việc mở cửa xả lũ quy mô lớn để giảm áp lực lên đập Tam Hiệp. Tuần trước, kênh CGTN của Trung Quốc nói rằng đập Tam Hiệp đã mở 3 cửa xả lũ vào một ngày trước đó. CGTN cũng cho hay tốc độ dòng chảy lũ vào đạt 50 mét khối trên giây, trong khi tốc độ dòng chảy ra đạt mức trung bình là 35 mét khối trên giây. Điều này được cho là làm giảm 30% lưu lượng đỉnh của sông Trường Giang, làm giảm áp lực một cách hiệu quả với việc kiểm soát lũ ở khu vực trung lưu và hạ lưu sông. Tuy nhiên, theo ông Vinayak, một ảnh vệ tinh chụp từ hôm thứ Năm tuần trước cho thấy dường như toàn bộ các cửa xả lũ của con đập có thể đã được mở. Mưa lớn và lũ lụt đang làm ảnh hưởng tới hàng chục triệu người Trung Quốc, gây nên thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ về mặt kinh tế. Khoảng 140 người đã thiệt mạng hoặc mất tích vì lũ lụt tại Trung Quốc, theo số liệu chính thức. Thưa quý vị, vụ tai nạn sạt lở đất ở huyện Mông Sơn, thành phố Ngô Châu, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc làm 7 công dân Việt Nam thiệt mạng.
Theo thông tin trên báo Vietnamnet, lãnh đạo tỉnh Hà Giang cho biết đang xác minh danh tính 7 người của huyện Mèo Vạc tử vong trong vụ tai nạn sạt lở đất ở huyện Mông Sơn, thành phố Ngô Châu, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Trao đổi trên báo Vietnamnet chiều qua, ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cho biết, bước đầu xác định 7 người tử vong nói trên là ở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc. Chúng tôi đã giao cho các ngành của tỉnh cùng huyện Mèo Vạc làm việc với cơ quan chức năng của Trung Quốc để xác minh thêm, sau đó hoàn tất thủ tục để sớm đưa các nạn nhân về nước, ông Quý nói. Liên quan đến việc trao đổi trên báo Tri Thức Trực Tuyến, bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khâu Vai, cho biết ngay sau khi nhận được thông báo, chính quyền địa phương đã cử cán bộ vào cuộc xác minh trên toàn địa bàn. Tuy nhiên, việc xác minh đang gặp rất nhiều khó khăn. Địa bàn xã có tất cả 12 thôn, dân số trên 7.000 nhân khẩu. Do không có hình ảnh, chỉ dựa vào bản danh sách thống kê tên tuổi nên chúng tôi rất khó xác minh vì họ là dân tộc, tên gọi giống nhau, bà Thủy nói. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn thông tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc cho biết, theo thông tin do Công an tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc cung cấp, 7 công dân Việt Nam đã thiệt mạng trong đợt lũ quét sạt lở tại huyện Mông Sơn, thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Theo thông báo, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để lo hậu sự cho các nạn nhân. Bên cạnh đó, Tổng lãnh sự quán Việt Nam cũng đã gửi thông tin nhân thân của 30 công dân Việt Nam đã được đảm bảo an toàn tính mạng về cho cơ quan chức năng trong nước để xác minh, có cơ sở thu xếp đưa về nước trong thời gian sớm nhất. Các cơ quan chức năng Trung Quốc cũng cho biết có 3 cháu nhỏ từ 1 đến 3 tuổi là con em của các lao động Việt Nam đã được đưa vào chăm sóc tại Trung tâm Cứu trợ của thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Trước đó, Sở Công an Khu Tự trị Dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc gửi cung hàm đến Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc thông báo danh sách những công dân Việt Nam bị nạn do lũ quét sạt lở đất tại huyện Mông Sơn, thành phố Ngô Châu thuộc Khu Tự trị Dân tộc Choang. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn nói trên đã làm 7 người chết, 33 người bị thương, tất cả đều cư trú ở huyện Mèo Vạc, Hà Giang, được cho là sang Trung Quốc làm thuê. Trong những ngày qua, nhiều quốc gia tại châu Á, từ Trung Quốc, Philippines tới Ấn Độ đều đã phải hứng chịu cơn hoành hành của một trong những hiện tượng tàn khốc nhất của sự thay đổi khí hậu, đó là những trận mưa lũ nghiêm trọng. Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc vừa phải hứng chịu cơn lũ được mệnh danh là nghìn năm có một. Không những vậy, một cơn siêu bão mới lạ vừa đổ bộ vào đất nước này. Những cơn mưa xối xả kèm theo nước lũ cũng đã nhiều ngày đổ xuống quốc đảo Philippines và quốc gia Ấn Độ, khiến hàng vạn người dân hai nước phải sơ tán và hàng trăm người tử vong. Ngoài ra, không chỉ châu Á mà cả những quốc gia như châu Âu như là Anh, Đức hay Bỉ cũng đang chịu trong hoàn cảnh này. Trong bối cảnh mà cả thế giới vẫn đang vật lộn với chiến đấu với cơn đại dịch toàn cầu COVID-19, thì những trận lũ này làm nhiều người không khỏi lo sợ về một ngày tận thế đang cận kề. Siêu bão số 3 đổ bộ Trung Quốc, người dân Thượng Hải kêu than. Nhìn qua video thôi đã thấy run rẩy. Vào lúc 12:30 chiều Chủ nhật theo giờ Bắc Kinh, bão số 3 đã đổ bộ vào quận Phổ Đà thuộc thành phố Chu Sơn, một thành phố cảng lớn ở bờ biển phía đông tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Theo thông tin của Đài Trung ương Trung Quốc CCTV, theo hãng thông tấn CNN, thành phố Thượng Hải và các vùng duyên hải lân cận chuẩn bị đón bão Infa đã hủy tất cả các chuyến bay, hoãn hoặc hủy các chuyến tàu điện ngầm và tạm đóng cửa các doanh nghiệp trước giờ bão đổ bộ. Cơn bão đổ bộ trong bối cảnh miền Trung Trung Quốc vẫn đang quay cuồng và bận rộn khắc phục hậu quả sau trận mưa lũ kỷ lục, khiến ít nhất 58 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải di rời. Phát biểu trong cuộc kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với siêu bão, ông Yuan Yang-jun, bí thư tỉnh ủy Chiết Giang cho biết, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, làm mọi cách để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời phấn đấu đạt mục tiêu không có người tử vong, giảm thiểu tối đa số người bị thương và thiệt hại về kinh tế. Cục khí tượng Trung Quốc trước đó cho biết cơn bão đang di chuyển với tốc độ 15 km/h, sức gió lên tới 137 km/h. Cơn bão đang hướng về phía Bắc, dọc theo bờ biển Chiết Giang từ khoảng giữa trưa, dự kiến sẽ đi qua Thượng Hải đến tỉnh Giang Tô trong tối ngày hôm nay. Theo một bài đăng của tài khoản có tên là Nong Na Sang Hai trên Netflix, mặc dù cơn bão chưa chính thức đổ bộ thành phố, nhưng nhìn những hình ảnh được phát trực tiếp có thể thấy mưa to và gió lớn đáng sợ đến mức nào. Chủ nhân của tài khoản này cho biết từ sáng đến giờ mưa vẫn như trút nước và gió giật dữ dội. Mọi thứ vẫn chưa dừng lại mà ngày càng dữ dội hơn, thật sự khiến người ta phải run rẩy.
Nhìn sóng to gió lớn trong video, mọi người thực sự sợ hãi không dám ra ngoài. Hôm qua, mưa gió không to lắm, đến tối còn có nhiều người ra trung tâm thương mại để chơi. Nhưng những hình ảnh ngày hôm nay thực sự khiến người ta cảm thấy trận cuồng phong này thật kinh khủng. Một số khu dân cư ở Thượng Hải đã bắt đầu mất điện và hệ thống tàu điện ngầm của thành phố cũng sẽ đình chỉ một số tuyến tàu dựa trên ảnh hưởng thực tế của cơn bão. Sống sót sau 3 ngày kẹt dưới hầm xe ngập nước. Cơn bão số 3 đổ bộ vào Trung Quốc khi mà quá trình tìm kiếm nạn nhân mất tích sau trận mưa lũ nghìn năm có một tại thành phố Trịnh Châu vẫn chưa được hoàn thành. Mới đây, một người đàn ông đã được phát hiện và giải cứu khỏi hầm xe ngập nước giữa một trung tâm thương mại tại thành phố này. Li Yongsheng được tìm thấy vào chiều ngày thứ Năm bên dưới một hầm để xe ngập nước ở trung tâm thương mại quốc tế Jincheng tại thành phố Trịnh Châu. Anh cho biết mình bị mắc kẹt tại đó từ 3 ngày trước do nước lũ lên nhanh, phải nằm trên một ống thông gió và không biết liên lạc ra ngoài bởi điện thoại bị hỏng. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy Li Yongsheng được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài qua làn nước ngập ngang ngực. Anh được đưa vào viện vì tổn thương do đè ép. Mưa lớn từ ngày thứ Sáu đến ngày thứ Hai đã gây ra trận lụt nghìn năm có một ở Trịnh Châu và một số thành phố lân cận thuộc tỉnh Hà Nam. Nước lũ nhấn chìm nhiều khu vực canh tác nông nghiệp và đường phố, tràn qua bờ sông, gây ra tình trạng mất điện và nước sạch, buộc hơn 1 triệu người tại tỉnh Hà Nam phải đi sơ tán. Giới chức Trung Quốc thông báo ít nhất 58 người thiệt mạng vì trận lũ, song con số thực tế có thể còn cao hơn khi nhiều người vẫn mất tích. Một bức ảnh hôm thứ Hai cho thấy đường hầm dài 4 km, sâu 6 m tại trung tâm thành phố Trịnh Châu ngập hoàn toàn vào lúc 17 giờ. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết Trịnh Châu hứng trận mưa kỷ lục vào ngày thứ Hai với lượng mưa khoảng 203mm mỗi giờ. Lượng nước trút xuống Trịnh Châu trong một ngày gần bằng 1/3 tổng lượng mưa trung bình hàng năm tại thành phố này. Mưa đá tảng, đè sập cầu, đoạt mạng 9 người. Đá ở liên tiếp rơi xuống cây cầu tại bang Himachal Pradesh, Ấn Độ, phá hủy nhiều ô tô và khiến ít nhất 9 du khách thiệt mạng. Video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy nhiều tảng đá lớn lăn từ đỉnh núi Batseri, cầu Batseri ở thung lũng Sangla, huyện Kinagu hôm thứ Bảy. Người dân địa phương quay video vụ lở đá đã lên tiếng báo động sau khi đã bắt đầu lan từ đỉnh núi, trong khi một số người sợ hãi tìm nơi ẩn. Những tảng đá lớn lăn xuống đã phá hủy hoàn toàn cây cầu và nhiều ô tô bên cạnh, trong đó có chiếc xe chở nhóm du khách tới Chitkun. Điểm du lịch nổi tiếng Himachal Pradesh khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Cảnh sát biên giới Ấn Độ-Tây Tạng đã được triển khai để tham gia công tác cứu hộ. Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ đã gửi lời chia buồn và hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong là gần 2.700 đô la. Sự cố xảy ra vài tuần sau khi Himachal Pradesh trải qua trận lũ quét, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người bị mắc kẹt. Gần 150 người thiệt mạng vì mưa lũ tại bang Maharashtra, Ấn Độ. Mưa lớn tiếp tục gây nên những hậu quả nghiêm trọng tại bang phía Tây Maharashtra của Ấn Độ. Trong những ngày vừa qua, tổng số người thiệt mạng tại bang này trong các trận lũ quét và lở đất đã lên tới 149 người. Theo chính quyền của bang, đã cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 36 người thiệt mạng tại hai quận Satara và Redgat, trong khi 64 người khác hiện vẫn còn mất tích. Tình hình lũ lụt tại các quận Kolhapur, Satara và Sangli vẫn đang rất nghiêm trọng. Theo thủ hiến của bang Maharashtra và Azipawa, gần 230.000 người dân đã được lực lượng cứu hộ di rời khỏi các quận bị ảnh hưởng nặng nhất vì mưa lũ. Công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được đẩy nhanh. Hiện mưa đã ngớt nhưng lũ trên các con sông vẫn xuống chậm. Theo lực lượng phản ứng thảm họa quốc gia, người ta đã tìm thấy 90 người thiệt mạng trong các trận lở đất tại khu vực ven biển ở bang này. Thủ hiến của bang Maharashtra cho biết chính quyền sẽ hỗ trợ cho mỗi gia đình có người thiệt mạng vì lở đất là 500.000 ruby, tương đương với 7.000 đô la để giúp họ khôi phục cuộc sống. Chính quyền bang cũng sẽ chi trả chi phí chữa trị cho những người bị thương. Lũ lụt nghiêm trọng ở Philippines, hàng nghìn người lội nước rời khỏi Manila sau nhiều ngày mưa xối xả. Hàng nghìn cư dân đã phải chạy trốn khỏi các cộng đồng bị ngập lụt và các dòng sông ở thủ đô Manila của Philippines cũng như các tỉnh xa xôi hẻo lánh sau những ngày mưa xối xả. Trận mưa lũ khiến ít nhất một người dân trong làng thiệt mạng, các quan chức cho biết. Họ đang đấu tranh để mở thêm các nơi trú ẩn khẩn cấp nhằm tạo điều kiện cho những cư dân di tản và ngăn các trại sơ tán biến thành ổ dịch lây nhiễm.
tại thành phố Makikina bị ảnh hưởng nặng nề trong vùng thủ đô. Gần 15.000 cư dân đã được sơ tán đến nơi an toàn trong đêm khi nước dâng lên một cách đáng báo động trên con sông lớn. Thị trưởng Makikina nói với phương tiện truyền thông địa phương, tình hình này sẽ quá khó khăn nếu không có giải pháp lâu dài do lũ lụt, đặc biệt là với mối đe dọa từ biến thể COVID-19. Vị thị trưởng đã đổ lỗi cho việc khai thác gỗ bất hợp pháp trong nhiều năm ở những ngọn núi gần đó và phù sa dày đặc ở sông Makikina đã gây ra lũ lụt liên tục trong thành phố của ông. Ở thành phố miền núi phía bắc Baguio, một người dân đã thiệt mạng vào chiều ngày thứ Năm theo giờ địa phương sau khi chiếc taxi mà cô ấy đang đi bị cây đổ. Miền Bắc Philippines đã bị đầm lầy bởi những ngày mưa gió mùa làm ngập lụt các ngôi làng ở vùng trũng thấp và gây ra những trận lở đất nhỏ. Các nhà dự báo cho biết cơn bão số 3 đã khuấy động ngoại khơi bờ biển phía đông của đất nước và đổ mưa xuống Đài Loan trước khi trở về phía Trung Quốc, đã làm tăng cường các trận mưa như chút nước theo mùa. Một chiếc thuyền chở hàng bị lật sau khi sóng đánh mạnh vào ngày thứ Sáu gần một cảng ở thị trấn Pio Duran thuộc tỉnh Apay, phía đông nam của Manila. 10 thủy thủ đoàn của thuyền đã được cứu bởi cảnh sát, lính cứu hỏa và dân làng, những người đã sử dụng một sợi dây dài để kéo chiếc thuyền bị lật vào gần bờ biển. Các nhân viên bảo vệ bờ biển đã giải cứu một số cư dân bị mắc kẹt trong nhà của họ do nước lũ dâng cao vào ngày thứ Sáu tại thị trấn Nujan ở tỉnh Mindoro Oriental, phía nam Manila. Kính thưa quý vị khán giả, một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter đã xảy ra vào lúc 5:58 sáng hôm nay, tức là vào lúc 4:58 giờ Hà Nội, tại huyện Tongkoran thuộc khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, vùng Tây Bắc Trung Quốc, theo Tuổi Trẻ. Đây là khu vực nằm gần biên giới các nước Tajikistan, Afghanistan và Pakistan. Cơn địa chấn mạnh 5,5 độ Richter cũng gây nhiều thiệt hại vật chất và ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của hàng chục nghìn người dân địa phương. Theo báo cáo sơ bộ của giới chức địa phương, đã có hơn 9.200 người buộc phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán khẩn cấp tới các khu vực khác an toàn hơn. Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ Cơ quan Động đất Trung Quốc CIA cho biết, trận động đất có tâm chấn được xác định ở độ sâu 8 km làm 8 người chết. CIA cũng cho biết có ít nhất 180 căn nhà bị sụp. Hiện lực lượng cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân tại hiện trường do đã có nhiều dư chấn sau đó. Làng Kingun với khoảng 449 dân là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi có hơn 800 vật nuôi bị chết hoặc bị thương, 1.520 ngôi nhà cùng chuồng trại bị sập. Trong khi đó, nhiều người vẫn đang bị mắc kẹt trong các ngôi nhà đổ nát, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Hơn 1.000 binh lính và nhân viên cứu hộ cùng 1.500 người dân các khu vực lân cận đã được huy động tới vùng thiên tai để hỗ trợ công tác cứu hộ. Cơ quan ứng phó với tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết hàng cứu trợ đang được chuyển tới vùng bị ảnh hưởng. Các chuyên gia địa chất đã ghi nhận 82 dư chấn sau trận động đất có tâm chấn được xác định ở độ sâu 8 km, vị trí 37,58 độ Vĩ Bắc và 75,25 độ Kinh Đông này. Trong tuần qua, những cơn mưa lớn đã không ngừng trút xuống nhiều tỉnh phía đông của Trung Quốc, gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Được mệnh danh là cơn lũ nghìn năm có một của Trung Quốc, đợt thiên tai này đã khiến hàng chục người dân nước này thiệt mạng và con số đó có thể tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Các thành phố chìm trong nước lũ, trong nhiều bến tàu điện ngầm, nước lũ ngập cao hơn đầu người, bên ngoài dòng nước chảy xiết cuốn trôi mọi thứ trên đường đi. Tình hình đã thê thảm tới nỗi, Chủ tịch Tập Cận Bình đã phải lên tiếng. Quả thực, đối với một đất nước mới chỉ đứng dậy sau cơn đại dịch COVID-19, trận thiên tai này sẽ tiếp tục là một thảm họa gieo rắc nỗi khổ đau cho hàng triệu người Trung Quốc. Số người thiệt mạng vì mưa lũ ở Trung Quốc tăng lên 25. Tính đến sáng ngày thứ Tư, ít nhất 25 người đã thiệt mạng và vào khoảng 1,25 triệu người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nghìn năm có một, gây lũ lụt nghiêm trọng tại tỉnh Hà Nam. Giới chức địa phương cho biết tại cuộc họp báo vào hôm nay, ít nhất 7 người vẫn mất tích, nhiều khu vực của tỉnh bị nhấn chìm. Trước đó, Văn phòng Thông tin tỉnh Hà Nam cho biết có 4 người thiệt mạng ở thành phố Củng Nghĩa nằm trên bờ sông Hoàng Hà và 12 người thiệt mạng vì mắc kẹt trong tàu điện ngầm ở thủ phủ Trịnh Châu hôm thứ Tư. Nhiều tòa nhà và công trình cả hai thành phố bị đổ sập vì mưa lớn. Video trên mạng xã hội hôm thứ Tư cho thấy những hành khách trong một chuyến tàu bị ngập trong nước lũ sâu đến ngực, trong khi một nhà ga tàu điện ngầm biến thành biển nước. Nước ngập tới ngực tôi, một người sống sót viết trên trang mạng xã hội. Tôi thực sự sợ hãi. Nhưng điều sợ nhất không phải là nước mà là nguồn oxy cạn dần trong khoang tàu. Do mưa lớn, giới chức đã tạm dừng dịch vụ xe buýt do phương tiện này chạy bằng động cơ điện.
theo một cư dân Trịnh Châu họ Gu. Người đã phải ngủ lại văn phòng, đó là lý do nhiều người đi tàu điện ngầm và thảm kịch đã xảy ra. Dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra ở tỉnh Hà Nam trong 3 ngày tới và quân đội Trung Quốc đã điều động hơn 3.000 binh sĩ, nhân viên hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Cuộc sống của hàng triệu người ở tỉnh Hà Nam với dân số khoảng 100 triệu người đã bị đảo lộn do mùa mưa bất thường, khiến mực nước của một số con sông ở lưu vực sông Hoàng Hà dâng cao. Các nhà khoa học nhận định lượng mưa kỷ lục ở Trung Quốc những ngày qua có liên quan đến tình trạng nóng lên toàn cầu, tương tự các đợt nắng nóng kỷ lục ở Mỹ, Canada và lũ lụt nghiêm trọng ở Tây Âu gần đây. Nôn mửa, run rẩy, kiệt sức, nhìn nước cao hơn đầu người, nhân chứng sống kể lại giây phút gặp tử thần. Những người được giải cứu khỏi chiến tàu tử thần ở thành phố Trịnh Châu có lẽ sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc kinh hoàng khi phải dĩ đầu ở trên mặt nước, trân trọng từng hơi thở với hy vọng sẽ có người tới giải cứu. Trận mưa nghìn năm có một đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 25 người, 12 người trong số họ ở các ga tàu điện ngầm ngập nước, khiến 7 người khác mất tích, 200.000 người phải di tản ở thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Lượng mưa tích lũy trong 3 ngày gần bằng tổng lượng mưa của một năm bình thường và làm tê liệt hệ thống giao thông công cộng của thành phố. Ô tô bị lật úp trên đường, trong khi các cửa hàng và căn hộ ở tầng 1 đều bị ngập lụt toàn bộ. Chúng tôi đã quen với những trận mưa như chút nước vào mùa hè, một nhân chứng sống nói với truyền thông Trung Quốc. Một trận lũ lụt gần đây ở Trịnh Châu đã cuốn trôi nhiều xe ô tô, nhưng lần này thì khác. Mưa lũ đã phá hủy hoàn toàn mọi thứ. Theo chính quyền Trịnh Châu, hơn 500 hành khách đã được giải cứu sau khi tất cả các tuyến đường sắt của thành phố ngừng hoạt động vào lúc 18 giờ ngày thứ Hai. Nhưng tình trạng hỗn loạn vẫn tiếp diễn khi nước tràn vào các ga tàu điện ngầm. Thông tin chi tiết về vụ việc đã được đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông đại lục và trên mạng xã hội. Tuy nhiên sau đó tất cả đều đã bị xóa. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là trên tuyến số 5 của đoàn tàu điện ngầm, nơi nhiều hành khách bị mắc kẹt nhiều giờ trong các khoang tàu ngập nước chờ đợi lực lượng cứu hộ. Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hành khách đứng trong tình trạng ngập nước cao đến ngực, trong khi nước bên ngoài cửa sổ tàu cao quá đầu người. Vào lúc 7 giờ 30 phút tối, khi thực sự tuyệt vọng, một phụ nữ được xác định là Xiao Pei, người dẫn chương trình CCTV đã gửi lời kêu cứu qua mạng xã hội: "Tất cả các đơn vị cứu hộ khẩn cấp và lính cứu hỏa hãy đến cứu chúng tôi." Xiao Pei viết trên mạng xã hội vào lúc 7 giờ 32 phút tối: "Chúng tôi đang bị mắc kẹt trong đường hầm số 5, xin hãy giúp gửi thông điệp này đi. Nước bên trong tàu cao đến ngực, tôi không thể nói được nữa, xin hãy giúp đỡ SOS." Một phút sau khi cô ấy đăng, chúng tôi có hàng trăm người, đối với chúng tôi thời gian là tính mạng. Vào lúc 7 giờ 46 phút tối, Xiao Pei gửi bài đăng cuối cùng trước khi hết pin điện thoại, nói rằng nước đã đến cổ. Nỗi kinh hoàng kéo dài thêm 1 giờ trước khi cô và các hành khách đã được giải cứu vào khoảng 8 giờ 50 phút tối. Một hành khách khác bị mắc kẹt sống sót sau sự cố đã kể lại nỗi sợ hãi của cô khi nước bắt đầu tràn vào tàu. Những người khác cũng đang khóc xung quanh tôi. Chúng tôi đã cùng nhau thề rằng không nói bất cứ điều gì tiêu cực. Hầu hết chúng tôi giữ im lặng khi tập trung nỗ lực, cố gắng kết nối với thế giới bên ngoài để nhận được sự giúp đỡ. Rất may một phụ nữ đã tiếp cận được với lực lượng cứu hộ bên ngoài và cô ấy liên tục cập nhật cho lực lượng cứu hộ về tình hình của chúng tôi. Những khoảnh khắc tồi tệ nhất đến vào khoảng 21 giờ khi mực nước bên ngoài cửa sổ tàu cao hơn đầu người. Chúng tôi nhìn về phía đuôi tàu, hầu hết các toa tàu khác đã hoàn toàn chìm trong nước, thời gian không còn nhiều. Một số người run rẩy, thở hổn hển và nôn mửa. Trong số chúng tôi có cả trẻ em, phụ nữ mang thai và người già. Nhiều người trong số chúng tôi đã kiệt sức vì bị ngâm mình trong nước hàng giờ liền. Tôi cảm thấy tuyệt vọng, chuẩn bị tinh thần cho sự thật rằng tôi sẽ không thể sống sót. Khi tôi thấy mực nước đã ngập đến đầu, tôi bắt đầu gửi những tin nhắn tạm biệt cuối cùng và sắp xếp hậu sự với người thân. Không khí nhanh chóng cạn kiệt, chúng tôi nảy ra ý tưởng dùng bình chữa cháy, đập vỡ các cửa sổ cao hướng lên trần và trong khoang đầu tiên, nơi mực nước không quá cao, chúng tôi có thêm chút không khí và đó là lúc lực lượng cứu hộ đến. Một hành khách khác lên tàu trên chuyến số 1 vào khoảng 5 giờ chiều ở ngoại ô Trịnh Châu đã nói với truyền thông rằng họ bị mắc kẹt bên trong ga Busua cùng với người già và trẻ em lúc quá nửa đêm vì lối ra của các ga đã bị sạt.
khi chúng tôi sắp đến gần ga Trịnh Châu Đông. Vì vậy, đoàn tàu đang không dừng lại mà tiếp tục đi tiếp. Đi được nửa đường, đoạn dừng lại và bắt đầu quay trở lại ga trước đó, và đó là nơi chúng tôi bị mắc cạn. Các đoạn video và hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy nhiều người phải vật lộn để có thể nổi và kêu cứu, một số bị cuốn trôi, trong khi một số bất tỉnh sau khi được kéo từ các khoang tàu chìm. Các thông báo mất tích bắt đầu xuất hiện, hầu hết dành cho những người không có thông tin sau khi đi trên tuyến số 5. Một phụ nữ kêu gọi tìm thông tin về người chồng mất tích. Bất cứ ai đã nhìn thấy anh ấy trong bệnh viện hoặc trên đường đến bệnh viện, xin vui lòng liên hệ với tôi. Tôi và các con đang chờ anh ấy về nhà. Mưa lớn nhất trong 60 năm, quan chức Trung Quốc bị nước lũ cuốn trôi. Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, thành phố Củ Nghĩa ghi nhận mưa lớn kỷ lục bắt đầu từ 7 giờ tối ngày Chủ nhật cho tới 3 giờ chiều ngày thứ Hai, với lượng mưa lên tới 609,1mm. Hoàn Cầu mô tả tỉnh Hà Nam ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong 60 năm qua. Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trung bình 3 ngày tương đương 1 năm. Sáng ngày thứ Hai, Yao Jianbao, người đứng đầu cơ quan khí tượng thành phố Củ Nghĩa, đến văn phòng làm việc ở Ủy ban thành phố như bình thường. Tuy nhiên, khi quay về nhà, ông Yao gặp lũ lớn ập đến và bị cuốn trôi. May mắn là người dân tìm thấy và giải cứu ông Yao ngay trong chiều ngày thứ Hai. Hoàn Cầu cho biết, mưa lũ lớn ghi nhận ở thành phố khiến một người thiệt mạng và hai người mất tích. Đến tối ngày thứ Hai, khoảng 3.620 người đã đi sơ tán, mạng lưới điện và hệ thống liên lạc bị gián đoạn hoàn toàn. Kết quả là cơ quan khí tượng thành phố Củ Nghĩa không thể cập nhật tình hình thời tiết trong hơn 10 giờ do mưa lớn chưa từng có. Cơ quan cứu trợ hạn hán và kiểm tra lũ lụt ở Trung ương đã gửi một nhóm công tác đến tỉnh Hà Nam, Trung Quốc và bắt đầu hỗ trợ ứng phó khẩn cấp ở mức cấp 3. Khoảng 849 người đã được giải cứu và 1.500 người đã được chuyển đến nơi an toàn. Trung Quốc oằn mình gánh mưa lũ. Đợt mưa lớn nhất chưa từng có tại tỉnh Hà Nam miền Trung Trung Quốc đã làm ít nhất 25 người thiệt mạng, 7 người mất tích và hàng trăm ngàn người phải sơ tán khẩn cấp. Từ chiều ngày thứ Sáu tuần trước đến cuối ngày thứ Hai, lượng mưa đo được tại thành phố 12,6 triệu dân này lên đến 617mm, gần bằng mức trung bình trong một năm. Truyền thông địa phương dẫn lời các nhà khí tượng đánh giá đây là đợt mưa chưa từng có trong 1.000 năm qua. Mưa lớn khiến mực nước tại sông Hoàng Hà dâng cao, các thành phố tại tỉnh Hà Nam chìm sâu trong nước, mực nước tại nhiều hồ chứa vượt quá mức cảnh báo. Nhà chức trách đã ngừng hệ thống giao thông công cộng, nhưng nước lớn từ chiều ngày thứ Hai tràn vào một đường tàu điện ngầm trong giờ cao điểm. Các đoạn video được chia sẻ cho thấy nhiều hành khách gồm cả trẻ em bị mắc kẹt trong toa tàu với mực nước dâng lên đến vai. Đội cứu hộ sau đó cắt phần mái của toa tàu và giải cứu được khoảng 500 người, nhưng 12 người thiệt mạng. Hai người khác thiệt mạng trong một vụ sập đường tại một khu vực khác. Lính cứu hỏa đã kịp thời giải cứu hơn 150 trẻ em và giáo viên tại một trường mẫu giáo bị ngập trong nước lũ. Tại bệnh viện của Đại học Trịnh Châu, nguồn điện bị cắt vào tối ngày thứ Hai, buộc ban quản lý khẩn cấp sơ tán hơn 600 bệnh nhân nặng. Tại thành phố Củ Nghĩa, ít nhất 6 người thiệt mạng. Nhiều tuyến đường bị cắt đứt do sạt lở, mực nước ở 14 hồ chứa tại thành phố bị tràn bờ, trong khi nguồn cung cấp điện nước liên lạc tại nhiều vùng bị cắt đứt trong 24 giờ. Có 7 người thiệt mạng và 7 người mất tích được cập nhật thêm vào tối ngày thứ Ba, nhưng không nêu rõ tại thành phố nào. Cảnh sát vũ trang và binh lính được điều động khẩn cấp trong đêm đến hỗ trợ gia cố con đập Ye Tan tại huyện Y Xuyên, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, vì nước lũ làm vỡ đoạn đê dài gần 20m. Đến sáng qua, quân đội phải dùng thuốc nổ tạo một dòng chảy khác để điều tiết lũ, giúp mực nước sông, hồ giảm xuống, kiểm soát được mối nguy. Trước đó, mưa lớn làm vỡ hai con đập tại thành phố Hô Luân Bối Nhĩ thuộc khu tự trị Nội Mông vào chiều ngày thứ Bảy, nhưng người dân được sơ tán kịp thời. Tính đến ngày thứ Ba, hệ thống giao thông tại Trịnh Châu vẫn bị gián đoạn nhiều vì bị ngập và đường xá bị hư hại nặng. Tổng cộng 303 chuyến bay bị hủy và khoảng 1.100 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay. Khoảng 200.000 người dân tại thành phố được sơ tán. Chính quyền tỉnh Hà Nam nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cao nhất, trong khi mức ứng phó trên toàn quốc được nâng lên mức cao thứ hai. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp đã điều 1.800 nhân viên cứu hộ từ các tỉnh thành lân cận đến Hà Nam để hỗ trợ. Trước đó, hơn 6.000 lính cứu hỏa và gần 3.000 binh sĩ, cảnh sát vũ trang tại Hà Nam đã được huy động đến vùng bị ảnh hưởng để cứu người. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua miêu tả tình hình tại Hà Nam là cực kỳ nghiêm trọng khi việc ứng phó lũ bước vào giai đoạn then chốt. Nhà lãnh đạo yêu cầu các cơ quan chức năng mọi cấp phải ưu tiên đảm bảo an toàn người và tài sản của người dân, thực hiện mọi biện pháp nhằm ngăn lũ và cứu trợ.
Theo dự báo, mưa lớn sẽ còn tiếp diễn tại Hà Nam trong 3 ngày tới. Tại tỉnh Hà Bắc, kế bên mưa lớn cũng khiến cho hơn 100 chuyến tàu bị hoãn, nhiều tuyến đường bị đóng. Cơ quan phòng ngừa thảm họa địa phương vào ngày thứ 3 đã phát cảnh báo khẩn, kêu gọi toàn bộ đơn vị làm hết sức để ứng phó với mưa lũ. Trong những ngày qua, nhiều quốc gia tại châu Á từ Trung Quốc, Philippines, Myanmar tới Ấn Độ đều đã phải hứng chịu cơn hoành hành của một trong những hiện thân tàn khốc nhất của sự thay đổi khí hậu, đó là những trận mưa lũ nghiêm trọng. Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc vừa hứng chịu cơn lũ được mệnh danh là nghìn năm có một, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng. Không những vậy, khi mà công tác cứu hộ còn chưa được hoàn tất, thì một cơn siêu bão mang tên Pháo Hoa lại lập tức đổ bộ vào đất nước này. Những cơn mưa xối xả kèm theo nước lũ cũng đã nhiều ngày đổ xuống quốc đảo Philippines và quốc gia Ấn Độ, khiến hàng vạn người dân hai nước phải sơ tán và hàng trăm người tử vong. Ngoài ra, không chỉ châu Á mà cả những quốc gia Tây Âu như Anh, Đức hay Bỉ cũng đang trong hoàn cảnh này, trong bối cảnh mà cả thế giới vẫn đang vật lộn chiến đấu với cơn đại dịch toàn cầu COVID-19. Thì những trận lũ này làm nhiều người không khỏi lo sợ về một ngày tận thế đang cận kề. Phóng viên nước ngoài đưa tin về lũ Trung Quốc bị chửi bới, dọa giết. Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài tại Trung Quốc FCCC hôm thứ Hai cho biết nhiều thành viên của hội đã bị cản trở, bị chửi bới khi tác nghiệp tại Trịnh Châu, nơi vừa trải qua đợt mưa lũ lịch sử. Một số người bị truy lùng và bị dọa thủ tiêu. Trong thông cáo hôm thứ Hai, FCCC cho biết các phóng viên nước ngoài đang đối mặt với tâm lý thù địch của nhiều người Trung Quốc. Tổ chức này cũng cáo buộc một số cơ quan và truyền thông của nước Trung Quốc cổ vũ các hành động cản trở, quấy rối phóng viên nước ngoài. Người Trung Quốc làm việc cho các hãng thông tấn nước ngoài cũng bị đe dọa. Một số người bị chửi là phản quốc trên mạng xã hội, theo FCCC. Theo báo The Guardian, sự giận dữ của người Trung Quốc dường như bắt nguồn từ các bản tin của báo đài nước ngoài về tình hình mưa lũ tại Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam. Khu vực này vừa phải trải qua đợt mưa lũ lịch sử khiến hơn 70 người thiệt mạng, 13 triệu người bị ảnh hưởng, thiệt hại vật chất hàng tỷ đô la. Các phóng viên của Los Angeles Times và Deutsche Welle của Đức đã phải đối mặt với một đám đông giận dữ khi tác nghiệp tại Trịnh Châu hôm thứ Sáu tuần trước. Một số phóng viên khác cũng chia sẻ họ gặp tình huống tương tự khi tác nghiệp về tình hình mưa lũ tại Trung Quốc. Phóng viên Ali Su cho biết cô đang ở tại một khu vực có chợ dưới lòng đất và lắng nghe chia sẻ của những người buôn bán tại đây thì bị đám đông tập kích. Phóng viên Matthias Bodinger mô tả đám đông đã chửi bới và xô đẩy anh, cáo buộc anh bôi nhọ Trung Quốc. Bodinger cho biết dường như đám đông đã nhầm lẫn anh với phóng viên Robin Brand của đài BBC và cho rằng có một chiến dịch săn lùng các phóng viên BBC đã diễn ra tại Trung Quốc. Đoạn video ghi lại cảnh đối đầu với hai phóng viên Shu và Bodinger đã được xem hơn 27.000 lần trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Một phụ nữ được cho là nhà báo Trung Quốc tìm cách làm giảm căng thẳng cũng bị cư dân mạng Trung Quốc ném đá. Nhiều bình luận đe dọa đòi trục xuất các phóng viên nước ngoài xuất hiện cùng với các thông tin cá nhân của họ, theo The Guardian. Theo thông cáo hôm thứ Hai, FCCC cho biết các phóng viên của BBC và Los Angeles Times đã nhận được các tin nhắn đe dọa thủ tiêu sau sự việc hôm thứ Sáu tuần trước đó. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters. Theo The Guardian, tâm lý thù địch với truyền thông nước ngoài đã tăng cao do tinh thần chủ nghĩa dân tộc đang dâng lên mạnh mẽ tại Trung Quốc. Điều này khiến việc tác nghiệp tại Trung Quốc trở nên khó khăn và rủi ro hơn trước. Tờ báo của Anh viết, tiệm Internet ngập trong nước, 5 cậu bé vẫn chơi game. Không chỉ ở Trung Quốc mà nhiều quốc gia khác trên thế giới như Philippines hay Ấn Độ đều đang phải hứng chịu những cơn mưa ròng rã dẫn đến ngập lụt diện rộng. Thủ đô Manila của quốc đảo Philippines đã buộc phải ra quyết định di tản đối với hàng nghìn người khi mà nhiều khu vực của thành phố đang chìm trong biển lũ. Nhưng như người ta vẫn nói, chẳng có gì có thể ngăn được đam mê. Mới đây, một đoạn video hài hước ghi lại cảnh các cô bé vẫn đang ngồi chơi game trong một quán Internet bị ngập lụt quá đầu gối tại Philippines đã được lan truyền cho các trang mạng xã hội. Cơn thịnh nộ từ thiên nhiên. Chỉ trong khoảng thời gian hơn một tháng trở lại đây, thế giới chứng kiến nhiều thảm họa thiên nhiên chưa từng thấy trong quá khứ. Từ nắng nóng, kỷ lục cháy rừng đến lũ lụt bất thường, thiệt hại sau những cơn thịnh nộ của thiên nhiên là rất lớn, đôi khi nó còn để lại những ký ức khó phai đối với những người bị ảnh hưởng. Tôi đã sống ở Dinan 57 năm nhưng chưa bao giờ thấy trận lũ nào như vậy, ông Richard Fornos, cựu thị trưởng thành phố bên sông Mosby, chia sẻ trên mạng xã hội về sức mạnh của cơn lũ mới vào cuối tuần qua khi thành phố Dinan của Bỉ vừa thoát khỏi trận lũ lụt kinh hoàng vào 10 ngày trước, khiến 37 người ở khu vực đông nam nước này bị thiệt mạng.
thành phố Dinard hứng chịu đợt lũ mạnh nhất trong hàng chục năm sau khi trận mưa lớn kéo dài 2 giờ hôm thứ Bảy khiến thành phố thành sông, nước chảy như thác, nhấn chìm hàng loạt ô tô và vỉa hè trong biển nước. Ông Peter Tharad, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới từng nhấn mạnh, nếu không có biến đổi khí hậu, chúng ta đã không phải chứng kiến nhiệt độ cao như vậy ở Canada và bờ biển phía Tây của nước Mỹ. Đây là một dấu hiệu rõ ràng của biến đổi khí hậu. Nước mưa tràn xuống những con phố dốc đã cuốn trôi hàng chục ô tô, khiến xe chất thành đống tại một ngã tư. Lũ lụt cũng cuốn phăng nhiều tảng đá, nuốt chửng vỉa hè và nhiều tuyến đường, trong khi người dân chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng từ cửa sổ. Đánh giá sơ bộ về thiệt hại do lũ lụt, thị trưởng thành phố Dinan Ashel Thyssen cho biết, chúng tôi ghi nhận nhiều thiệt hại về vật chất vào thời điểm này, bao gồm nhiều phương tiện bị nước cuốn trôi và thiệt hại về vật chất của người dân. Những người chưa bao giờ trải qua sự kiện như thế này, họ đã không có sự chuẩn bị. Theo đài truyền hình RTL của Mỹ, hiện vẫn chưa có ước tính chính xác về thiệt hại do lũ lụt gây ra. Tuy nhiên, giới chức Dinan dự đoán trận lũ lần này sẽ gây thiệt hại đáng kể cho khu vực. Trong khi đó, cơn bão số 3 đổ bộ vào thành phố Thượng Hải, Trung Quốc hôm Chủ nhật vừa qua đã khiến chính quyền nước này phải đình chỉ hàng trăm chuyến bay, tuyến tàu điện ngầm, người dân được yêu cầu làm việc ở nhà. Bão số 3 quét qua Thượng Hải sau khi đổ bộ vào thành phố Trung Sơn sáng thứ Bảy. Cơ quan khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết, các tỉnh Chiết Giang và Giang Tô cũng như thành phố Thượng Hải, tất cả đều thuộc miền Đông Trung Quốc, sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi gió lớn và mưa xối xả trong vài ngày tới. Chính quyền địa phương nâng cao cảnh giác trước nguy cơ xảy ra lũ lụt sau những trận mưa nghìn năm có một hồi tuần trước trút xuống tỉnh Hà Nam, gây ra lũ lụt nghiêm trọng khiến 69 người thiệt mạng. Đến nay, chưa có báo cáo thiệt hại về người do bão số 3 gây ra. Tuy nhiên, cơn bão đã làm gián đoạn đáng kể cuộc sống của người dân. Nhiều con đường bị ngập trong nước và các tuyến tàu điện ngầm phải ngừng hoạt động. Các chuyên gia cho rằng các trận lũ lụt sẽ xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu và các quốc gia cần phải có biện pháp thích ứng bằng cách sửa đổi các tính toán về rủi ro lũ lụt trong tương lai, cải thiện hệ thống cảnh báo và chuẩn bị các thảm họa tương tự. Sau đợt nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ lên đến 37 độ C khiến nhiều người thiệt mạng hồi cuối tháng trước, nhiều vùng của nước Mỹ đang phải hứng chịu những đợt cháy rừng nghiêm trọng như vụ cháy rừng ở bang Arizona, Mỹ được đặt tên là Bootleg. Hơn 300.000 ha, tương đương với 1.214 km2 rừng đã bị lửa tấn công. Ước tính đám cháy Bootleg đã lan rộng trên một diện tích gần 138.000 ha, lớn hơn thành phố Los Angeles. Trong 2 tuần, hơn 2.100 người đã phải đi sơ tán và 67 ngôi nhà xung quanh bị tiêu hủy hoàn toàn. Trong khi đó, gần đây hơn, đám cháy DC tại Bắc California khởi phát từ giữa tháng này đang lan rộng các khu rừng bang này. Đám cháy được đánh giá là ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khi đang tạo ra một hệ thống thời tiết riêng tại đây, khiến 5.400 lính cứu hỏa của Mỹ đang chạy đua với thời gian để khống chế. Đến nay, cháy rừng đã tàn phá diện tích trồng rừng nhiều gấp 3 lần so với năm nay, vốn được đánh giá là năm cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử California. Các chuyên gia khí tượng học cảnh báo tình hình có thể xấu hơn trong những ngày tới. Giặc lửa đã nhanh chóng bùng phát mạnh đến mức tạo ra các đám mây có thể gây ra chớp, sấm, sét và gió mạnh, khiến đám cháy càng trở nên dữ dội hơn. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ dự báo cháy rừng có thể tiếp tục xuất hiện và lan rộng trong nhiều ngày tới. Hiện nay, trên toàn nước Mỹ có khoảng 80 vụ cháy rừng lớn với tổng diện tích lên tới gần 400.000 ha. Hiện tượng cháy rừng cũng đang bùng phát ở các khu vực trên khắp Nam Âu do thời tiết nóng và gió mạnh, trong khi các nước Bắc Âu vừa trải qua những trận lũ lụt kinh hoàng cách đây 10 ngày. Tại Italia, hôm Chủ nhật, cháy rừng lan rộng mất kiểm soát tại tỉnh Oristano, vùng Sardinia, đã khiến hơn 1.500 người phải sơ tán, 20.000 ha diện tích rừng, cánh đồng, vườn ô liu bị thiêu rụi. Nhiều cơ sở kinh doanh nhà cửa bị phá hủy. Chủ tịch vùng Sardinia, ông Christian Losnat, cho biết hiện vẫn chưa thể ước tính được thiệt hại do các đám cháy gây ra. Đây là một thảm họa chưa từng xảy ra. Hơn 10.000 ha thảm thực vật bị thiêu rụi. Các cơ sở kinh doanh nhà cửa bị đốt cháy. Lực lượng cứu hỏa được huy động tối đa với 7.500 người và 20 trực thăng chữa cháy. Cùng với đó, tại Hy Lạp, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis cho biết các nhân viên cứu hỏa của nước này đã chiến đấu với khoảng 50 đám cháy trong 24 giờ qua và có khả năng sẽ còn nhiều hơn nữa với các nhà khí tượng cảnh báo một đợt nắng nóng sắp xảy ra. Ông nói, tôi muốn nhấn mạnh rằng tháng tới vẫn là một tháng khó khăn. Đó là lý do tại sao điều quan trọng đối với tất cả chúng ta, tất cả các cơ quan nhà nước phải cảnh giác tuyệt đối cho đến khi thời gian chữa cháy chính thức kết thúc. Đòi bồi thường bảo hiểm kỷ lục sau lũ lụt ở Trung Quốc.
lũ lụt ở Hà Nam có thể khiến tổng số tiền yêu cầu bồi thường bảo hiểm lên tới 11 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 1,7 tỷ đô la, 40.000 tỷ đồng, Goldman Sachs nhận định. Theo Goldman Sachs, Trịnh Châu sẽ chiếm phần lớn yêu cầu bồi thường bảo hiểm sau đợt lũ lụt bởi có rất nhiều tài sản và ô tô bị hư hại. Lũ lụt ở Hà Nam có thể kích hoạt khoản chi trả bảo hiểm lớn nhất cho một thảm họa thiên nhiên ở Trung Quốc vì Trịnh Châu là một thành phố lớn. Louis T. Smikong, giám đốc điều hành của Westy Security cho biết công ty bảo hiểm nhân dân Trung Quốc PICC ước tính khoản bồi thường cho khách hàng ở công ty lên tới 2 tỷ nhân dân tệ, hơn 300 triệu đô la. Công ty bảo hiểm thành lập năm 1949, có công ty bảo hiểm tài sản và thương vong lớn nhất Trung Quốc cho biết đã nhận được hơn 200.000 yêu cầu bảo hiểm liên quan đến thiệt hại do lũ lụt ở Hà Nam tính đến 17 giờ ngày thứ Bảy. Ping An Insurance, tập đoàn bảo hiểm lớn nhất Trung Quốc và là đơn vị bảo hiểm tài sản và thương vong lớn thứ hai cho biết sẽ phải trả khoảng 1 tỷ nhân dân tệ, tương đương 154 triệu đô la bồi thường liên quan đến thảm họa thiên nhiên ở Hà Nam. Cụ thể, Ping An nhận được hơn 46.000 yêu cầu bồi thường về thiệt hại do lũ lụt ở Hà Nam, với 97% liên quan đến ô tô và còn lại là các thiệt hại về tài sản, trang trại và tai nạn. Chi nhánh bảo hiểm nhân thọ của Ping An cũng nhận được hơn 39 yêu cầu giải quyết về quyền lợi bảo hiểm liên quan đến người chết. Một số công ty bảo hiểm khác ở Trung Quốc cũng đã được yêu cầu bồi thường bảo hiểm với số lượng hàng nghìn. Theo nhà chức trách Trung Quốc, lũ lụt do mưa lớn ở tỉnh Hà Nam tuần trước khiến ít nhất 69 người thiệt mạng, 5 người vẫn mất tích, hàng nghìn ô tô và nhà cửa bị hư hại và đất nông nghiệp bị ngập nước lũ. Tại thủ phủ Trịnh Châu, gần 400.000 người phải sơ tán và thiệt hại kinh tế trực tiếp cho thành phố là 65,5 tỷ nhân dân tệ, khoảng 10,12 tỷ đô la.